Kính chào khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng điểm qua những tin chính sau đây. Trao huy hiệu 65, 50 và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Đảng ủy quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đã đến nhà riêng để trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Hàng, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành. Đảng viên Trần Xuân Hàng sinh năm 1933, quê quán xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Vịnh, Đảng bộ xã An Cơ. Chiều cùng ngày, ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành cũng đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nô, sinh năm 1950, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Bầu Sen, Đảng bộ xã Hảo Đức, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quẹo, sinh năm 1966, sinh hoạt Đảng tại ấp Bình Hòa, Đảng bộ xã Thái Bình. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy quân sự huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu ở hai cấp, chất lượng tốt, tham gia thực hiện công tác dân tộc tôn giáo chính sách với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, đại đội 40 đạt đơn vị 3 nhất, đạt vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. 15 trên 15 Ban Chỉ huy quân sự xã thị trấn đạt đơn vị 3 nhất và đạt vững mạnh toàn diện. Chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, hoàn thành cơ bản giải quyết chính sách cho 1.432 đối tượng với số tiền trên 3 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2023, Ban Nhân dân Huyện ủy Châu Thành phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác dân vận cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 60 học viên. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung như công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền cấp xã và việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận với đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, công tác vận động quần chúng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, một số nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Mobifone Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng và tiếp nhận thiết bị máy tính bảng hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ thông tin cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Châu Thành. Dịp này, huyện Châu Thành tiếp nhận 15 máy tính bảng và SIM Mobifone 4G cho 15 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 3 xã biên giới thuộc huyện Châu Thành gồm Biên Giới, Ninh Điền và Thành Long. Các thiết bị này sẽ giúp phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong ấp, khu phố. Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Châu Thành có 88 tổ công nghệ số tại cộng đồng, trong đó 6 xã biên giới, hiện có 31 tổ. Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức ngày hội thanh niên giới văn hóa giao thông, tuyên truyền luật giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại buổi tập huấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh một số trường hợp có liên quan đến đoàn viên thanh niên, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, thực hành lái xe an toàn trên thiết bị tập lái điện tử và trải nghiệm lái xe vượt chướng ngại vật trên xa hình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.